Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Điện Thoại Số. Hiện tại trên tay mình đang cầm là cái bộ vỏ của con Realme 6 nha các bạn. Thì trong quá trình mình xài các bạn, mà nó bị gớt, cắn hoặc là chạy sườn hoặc là bể lưng các bạn, thì mình đã có vỏ thay. Thì thời gian thay bộ vỏ này thì tầm khoảng 2 tiếng nha các bạn có thể ngồi chờ lấy luôn. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện tới thay thì bên mình vẫn có bán đem về. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên thì bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Bộ vỏ này thì hiện tại mình có cái nắp lưng với cái sườn nha các bạn. Cái nút volume, cái nút nguồn bên đây thì nó dính trong máy nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.